Những điều anh chị chưa biết về chanh dây. Thứ nhất, nước chanh dây được xem là bảo bối làm đẹp cho làn da của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, vì trong chanh dây hàm lượng vitamin C cao gấp nhiều lần so với các loại quả nhiệt đới khác, là cách bổ sung vitamin C từ thiên nhiên giúp làn da sáng lên tự nhiên. Mỗi ngày một ly giá chưa tới 2.000 siêu tiết kiệm. Thứ hai, Gia Lai là thủ phủ trồng chanh dây của cả nước với diện tích rộng lớn lên tới 4.260 hecta, sản lượng hàng năm lên tới 136.000 tấn. Tiệm Phố Núi rất tự hào là doanh nghiệp trên mảnh đất Gia Lai có nguồn cung dồi dào để mang những sản phẩm địa phương thơm, ngon, chất lượng hàng đầu đến tay anh chị mình khắp mọi miền Tổ quốc. Nước chanh dây, đặc sản Tây Nguyên, không màu thực phẩm, không chất bảo quản, nhanh, gọn, tiện lợi, giàu vitamin C. Mời anh chị thử ngay!